Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh. Việt Nam hôm nay đầu tuần thứ hai, bên Mỹ giờ này mới có chiều Chủ nhật. Trời, ở bên Mỹ bắt đầu nó thay đổi múi giờ. Cái múi giờ Mỹ nó có ba cái múi giờ. Thì ở Mountain Time, Lợi Minh thì ở Mountain Time. Chào anh Trần Dũng. Mountain Time thì nói chung nó không có đổi giờ. Cái tùy theo tiểu bang. Nhưng ở Arizona thì nó không bao giờ đổi giờ. Lúc này 5 giờ là mới bắt đầu sụp tối. Nói chung thì cuộc sống thì mỗi ngày cũng như mọi ngày. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Các bạn thấy đời sống ở bên Mỹ đường xá rất là thênh thang. Đây là những ngày Chủ nhật thôi, ngày cuối tuần, chứ mấy ngày mà làm việc ngay cái giờ cao điểm thì đường xá nó xe nó cũng chật và nó cũng kẹt xe vậy. Có nhiều khi kẹt xe cả 1-2 tiếng rồi, chứ mà sáng thì nó chiều giờ cao điểm. Các anh chị các bạn biết những cái hạ tầng cơ sở bên Mỹ mình như vậy đó, là mỗi một chiếc xe như vậy đó, mỗi một chiếc xe như vậy đóng khoảng 500-600 đồng tiền thuế. Anh chị các bạn biết xe càng lớn đóng thuế càng nhiều. Xe mà ở Việt Nam gọi là hai cầu đóng thuế cũng nhiều hơn, mà xe mà gọi là xe là mấy chiếc SUV mà xe 7 chỗ đó, đóng thuế cũng cao hơn. Những cái xe mà 4 cửa loại 5 chỗ ngồi loại nhỏ gọi là xe đen thì đóng thuế nó thấp hơn. Nói chung một chiếc xe mà đời mới đó, tôi nói là đời mới đó, đời 2007-2008 giá đóng khoảng 500 rưỡi cho tới 700 rưỡi. Nếu chạy những chiếc xe mà động cơ lớn mà hai cầu, ở Việt Nam gọi là hai cầu, bên này nó gọi là four wheel, thì nó đóng thế cầu đường hàng năm mắc lắm. Xe hai cầu, xe một cầu thì đóng rẻ hơn. Nói chung là những cái hạ tầng cơ sở như vậy nó thu được những cái lợi thì cái thế xe và thế xăng Mỹ nói chung nó đóng so theo ở bên Mỹ thì nó đóng hạ tầng cơ sở gì nó cũng lấy được cái phần thuế trong đó cũng là mạnh. Tùy theo cái tiểu bang thuế thì nói chung ở Mỹ nó tiểu bang nào nó cũng như tiểu bang nào, tại vì đời sống mỗi nơi mỗi khác, có chỗ thì thuế cao hơn, có chỗ thuế thấp hơn, mà mỗi khu vực thành phố nó tùy vào cái sự phát triển của mỗi cái đô thị. Mà thế của mấy cái đường mà xa lộ á, thì nó trực thuộc về của liên bang. Anh chị em các bạn biết những con đường này như vậy thì nó trực thuộc về liên bang, chính phủ liên bang nó bảo trì. Ở Cali á, mấy tiểu bang khác á, nó cũng có những cái tuyến đường bot giống như Việt Nam vậy đó, gọi là toll fee. Anh chị em muốn chạy vô cái tuyến đường đó đó là anh chị em phải đóng tiền phí hàng tháng, mình phải trả. Còn không mà mình chạy vô đó là nó phạt. Nó có máy quay phim đó, nó đặt sẵn hết. Vô là dính chấu đó, nó phạt nặng lắm. Thì cái việc đó là những cái con đường mà của tư nhân nó xây lên thì mình chạy vô đó mình được ưu tiên. Chạy rất là thoải mái, không có bị kẹt xe. Ở bên Cali thì mấy cái tiểu bang đó nó có. Cái thứ ba nó tại vì chính phủ nó cần cái, nó không có đủ cái ngân sách nguyên và nó đưa cho tư nhân đầu tư vào, nó mở rộng là nó chừa nới cái xa lộ ra rộng ra thì nó chừa hai cái bên ngoài. Thường bao giờ mà chuyện nó chừa hai cái bên ngoài hết để cho mấy thằng tư nhân nó đầu tư. Còn cái Arizona thì nó không có mấy cái đường đó, tại bên này cái thứ ba bên này nói chung nó mới, cái gì nó cũng mới. Nhưng mấy cái xa lộ này là anh chị các bạn biết là nó mới xây đi, nó mới hoàn thành đây, ngày xưa là đâu có đâu. Cái tiểu bang này nó mua lại của thằng Mỹ Tây Cơ mới hơn 100 năm, nó đúng là nó cướp luôn ta.
không cho không không bán lại cho nó là nó tìm cách nó làm cho mình dở sống dở chết, thằng này cũng phải bán. Thằng Mỹ này nó là cái thằng cáo già lắm chứ nó đâu có ấy mà. Làm ăn với nó qua hồi xưa nó qua là chiếm đất người ta mà nó khôn lắm. Nó chiếm một cách rất là hợp pháp, nó đưa súng ống rồi nó cho whisky, đưa mấy ngàn mỏi da đỏ, whisky, ngựa, súng ống, cần sa, cần sa với lại thuốc phiện, bạch phiến. Nó làm cho mấy cái nó thao túng mấy thằng mà tham lam, cho nên nó lấy từ từ. Mỹ nó ngày xưa nó cáo già, sau này nó làm ăn với cộng đồng quốc tế rồi bắt đầu nó mới chỉnh đốn lại cái quyền lực nữa. Anh chị em các bạn biết khoảng 60 năm về trước, Mỹ vấn đề mà nhân quyền hay là sự công bằng trong xã hội gần như là những cái dân da màu và bị lép vế, như dân da trắng nó lấn áp, nó giành quyền chứ. Bây giờ thì nó bớt thôi, nó bớt nhưng nó khôn hơn, nó khôn hơn, nó không có giống như là quyền thân ngày xưa, tại vì nó làm ăn với cộng đồng quốc tế, cái chính sách toàn cầu quá. Các anh chị các bạn thấy đường xá, những cái mà nó được như vậy là biết bao nhiêu tiền của người ta đổ, chứ đâu phải từ trên trời rớt xuống đâu. Còn ở Việt Nam, dân mà trung lưu á, tôi thấy dân mà gọi là dân trung lưu, dân lao động phổ thông được hưởng rất nhiều những cái quy chế của chính phủ. Khi mà chính phủ hạ tầng cơ sở đồ nâng lên, dân xe hai bánh, xe ba bánh là được ưu đãi hết. Ông nhà nước chỉ mới có đề nghị vấn đề mà lấy tiền thuế của những xe máy, xe ông ta, xe hai bánh, là dân la ầm trời lên, là ông quản hòn rút lại. Ở bên Mỹ thì không cần biết, bất cứ các bạn biết những chiếc xe nào mà lưu hành trên mọi tuyến đường giao thông là bắt buộc anh phải đóng thuế và phải đăng kiểm hàng năm, chứ nó không phải như Việt Nam mình. Ông nhà nước thì đè đầu mấy thằng có tiền không à, mấy tay mà kinh doanh rồi đè đầu mấy thằng đó thôi, tại mấy thằng đó nó làm thì nó cũng được hưởng cái này, nó cũng hưởng cái lợi thì lấy mấy thằng đó cũng ok, mấy thằng đó nó cũng chấp nhận. Mấy thằng doanh nghiệp đó làm ăn mà, nhưng mà dân mà lao động, dân nghèo đồ đó được ưu đãi. Chứ tôi về bển, tôi có thằng em nó làm bên sở thuế, nhiều khi nó kể nghe đi thu thuế. Có nhiều người là mà mua bán nhỏ lẻ than thở quá rồi thôi, chứ nó lấy cho có lệ thôi. Thằng đó nó hiền cũng khiếp, nó làm bên sở thuế ở Đồng Nai, nó đi thu thuế, bà con dân đổ nó thương lắm, ra thu mà than thở quá hồi thôi, nhiều khi nó móc tiền túi. nó đóng luôn cho luôn, tại vì lấy cho có lệ vậy thôi. Bởi vì vợ nó la nó hoài, nó vừa làm cơ quan rồi nó cũng bán buôn nhà, nó bán buôn tập quá rồi thêm nó sống. Đâu phải cán bộ người nào cũng xấu hết đâu, tôi thấy ở Việt Nam cũng có những cán bộ rất là liêm chính, mà những cán bộ mà tham nói chung thì nó bị vào cái môi trường và xã hội. Tại vì cái xã hội, cái môi trường mình, nó Việt Nam mình nó tạo cho cái người cán bộ họ quan liêu. Nếu mà dân đồ mình đồng một lòng với nhau thì mấy thằng cán bộ mà nó quan liêu thì cũng hơi khó. Còn đằng này thì ai cũng muốn ưu tiên hết, cho nên vấn đề mà chỉnh đốn lại một cái hệ thống chính quyền mà nó liêm khiết á, rất là khó. Rất là khó. Anh chị các bạn biết Mỹ, một người làm cho nhà nước á, xin vô nhà nước làm rất là khó, mà làm được nhà nước á, các bạn biết được hưởng rất nhiều quyền lợi, benefit
và những cái quyền lợi rất là nhiều. Một người tôi nói làm cảnh sát, man, mấy thằng đó lương của nó chưa nói tiền bonus nhé. Anh chị em các bạn biết nó phạt á, nó phạt mà nó vượt qua cái mức của nó là nó được thưởng. Và một thằng mà cảnh sát bên này mà nó đi làm mà nó nuôi được vợ con, nó mà có chuyện gì cái là vợ con nó được nuôi, con nó được nuôi tới 21 tuổi, vợ nó cũng được lãnh tiền. Cả hỏi bạn chứ một cái người mà cảnh sát ở Việt Nam lương họ đi ra nhiều khi tôi thấy hỏi chứ phạt mình bị cái lỗi đó, mình bị phạt nhiều khi mình quay qua mình đút tiền mình đưa tay cho họ, dĩ nhiên nếu là tôi cũng lấy. Hỏi chứ trong khi mà xã hội đời sống nó, cái đồng lương của người công chức nó trên lệch với lại cái vật chất đời sống hàng ngày nó trên lệch quá nhiều, nó không có quân bình. Còn các bạn thấy Mỹ một thằng cảnh sát hay làm công chức nữa, lương tụi nó lãnh rất là quân bình, nó sống nó không giàu có nhưng mà nó quân bình, nó bình quân được. Còn Việt Nam mình á, cán bộ công chức làm lương giống như làm nó không có quân bình với lại cái môi trường xã hội nó trên lệch nhiều quá, cho nên nó tạo ra một cái lỗ hổng, nó tạo ra những cái quan liêu. Khi mà cái người dân của mình ship hàng thì mình không có ship hàng, mình muốn ưu tiên trước, mình đi vào đó mình phải ưu tiên hàng đầu hết. Khi như vậy thì các anh chị các bạn thấy sao, bắt đầu nó xảy ra những cái chuyện anh nào mà chịu bỏ tiền ra thì thằng đó được ưu tiên. Ở Việt Nam là vậy, như phạm luật khi phạm gì cũng vậy, cái bỏ tiền ra, anh có tiền là anh mạnh. Ở Việt Nam anh có tiền là anh mạnh, ở Mỹ nó cũng vậy, anh có tiền anh cũng mạnh, nhưng mà tùy theo cái trường hợp. Còn nếu mà anh sống giống như một đời sống người trung lưu bình thường, anh cứ đi làm hành chánh, về đi làm đi về ngày này ngày nọ, và anh chấp hành luật lệ pháp luật của Mỹ đúng mức rồi vậy thôi. Còn nếu mà anh làm ăn mà anh cạnh tranh trong cái thương trường đó, nhiều khi anh cũng phải lách luật, nhiều khi mình cũng phải có luật sư nó để đặng mà nó giúp mình, tại vì mấy thằng đó nó hiểu về những cái kẽ hở của pháp luật, nó chỉ dẫn cho mình để có thể mình lách được cái luật. Tôi nói ngay cả trong làm ăn về vấn đề mà thuế má hay là những vấn đề mà cạnh tranh đâu cũng vậy, cái đó cái thương trường, tôi nói về cái thương trường. Xã hội Việt Nam mình mà nhiều người hiện nay bức xúc về vấn đề tham nhũng hối lộ này, tôi thấy đối với tôi thấy nó không có nó không chẳng nó tốt hơn hồi xưa rất là nhiều. Ngày hôm nay tham nhũng hối lộ nó được gọi là phê phán, được nói, được lên báo chí và được nói rất là nhiều để đẩy lùi nó. Ngày xưa đâu có dám nói gì, nó lạng quạng là mệt. Các bạn thấy xã hội đất nước nó thay đổi rất là nhiều, thay đổi từng ngày từng giờ, hệ thống hành pháp, pháp luật đồ mọi thứ cũng vậy, cái gì nó cũng thay đổi hết để nó tiến bộ hơn chứ không phải nó thay đổi tồi tệ. Tôi thấy là như vậy, cho nên nhiều khi những cái thành phần mà chống phá đất nước tụi nó nhìn về cái mô hình xã hội Mỹ để đặng mà nó phê phán xã hội Việt Nam thì tôi thấy nó không có chuẩn. Nhiều khi so sánh về vấn đề mà đời sống, thức ăn hay là môi trường đúng vậy, các bạn nhìn thấy Mỹ, nhìn thấy trên cái màn hình thì nó rất là đẹp, rất là hấp dẫn, nó yên tĩnh. Các bạn biết với vùng ngoài này ta gọi giống là vùng quê, càng về gần núi thì nhà cửa nó càng mắc, nó ngược lại Việt Nam. Mỹ thì nó để dân sự quản lý làm chủ đất rất là thoải mái, nhưng mà chính phủ nó vẫn quản lý. Anh chị em các bạn thấy có một điều gì, và cái hay của đó, nó làm như vậy thì ông chính phủ ông sẽ thu thế, ông chỉ biết làm sao là ông thu thế và ông quản lý, có nghĩa là cái đất đó anh muốn làm bất cứ cái gì thì anh phải làm đúng cái luật, anh phải xin phép. Hay là tôi nói như đất rừng, anh mua một cái đất rừng
không phải về về là anh cứ cài bừa, anh muốn đốn rừng làm gì anh làm, không có, anh phải xin phép. Tại vì cái đó là nó thuộc về thiên nhiên, anh làm phải nó đúng, chứ không phải anh mua cái đám rừng đó về là anh muốn xới, anh muốn cuốc, sao anh cuốc, anh cuốc tầm bậy tầm bạ, chứ sau này chính phủ mà nó biết được nó phạt, nó bắt anh dở, nó quản chế nó cũng bắt anh dở bỏ. Xã hội mà bên Mỹ thì luật pháp của nó rõ ràng hơn và người ta chấp hành một cách nghiêm chỉnh hơn Việt Nam. Còn Việt Nam thì mạnh người nào người nấy lên mạng xưng hùng xưng bá, rồi tự mình xưng tên vỗ ngực, rồi tự mình ra làm ra một cái luật. Các bạn thấy ở Mỹ đất á, bên kia là đất tư nhân có chủ rồi, nó để no trespassing là cấm, cấm không được vào. Nếu mà mình tự ý mình vào có chuyện gì là nó phạt mình, hay là nó đờ, nó bắt mình đền, còn không thì thôi. Các bạn thấy không, đất mênh mông chù phú vậy nhưng mà tiền không á. Mấy cái vùng đất này là nó rào rồi, nó đâu có cho, nó để no trespassing là nó cấm mình không có cho mình vào được. Tại vì các bạn biết đất tư nhân hay là đất chính phủ vậy mà người dân mà tự động bỏ vô á, tại vì cái luật ở bên Mỹ á, nếu mà người dân mà cứ vô đó chạy mà không ai để bản cấm á, thì sau này nó chạy trong vòng 5 năm đến 10 năm á, nó tự động cái đó nó gọi là cái easement, nó trở thành cái công cộng public, tại vì không có ai phàn nàn hết, cho nên nó phải để bản, nó phải rào, miễn sao có cái hàng rào đơn sơ cũng được để chia cái ranh giới ra. Các bạn thấy đường đó, đường đấy, bởi vì tôi thấy nó, các bạn thấy là chính phủ phải vô làm đường cho mình đi đâu, không có đâu các bạn đấy. Nhưng mà đời sống của người dân mà anh muốn sống ở mấy cái vùng như vậy thì anh phải tự làm đường, làm cống, làm nước, làm đồ lên điện nước được. Đá nó lộn chộm mấy cái chỗ xa mà tôi đi nó còn khủng khiếp nữa, xa xa cái nhà, đất đường đất không, mấy chỗ đó đi xe phải là xe four wheel, xe gọi là xe ở Việt Nam gọi là hai cầu. Các bạn thấy đường đá nó lủng chủng. Chính phủ đâu có sửa hay làm cho mình đâu, cho nên mình đừng có đòi hỏi. Ở Việt Nam nhiều khi tôi thấy nhiều người đòi hỏi quá đáng. Dân của mình mà ông nhà nước mình phải nói là cũng hay, cũng rất là giỏi. Các bạn thấy đường xá không? Mà chạy nhanh là nó giật xe liền. Đất bên này là các bạn biết là tiền không có chủ hết rồi đó. Nó chờ cái khu bên kia mà phát triển mạnh lên là bắt đầu nó tấn về bên này. Mấy cái tụi bên bất động sản bắt đầu nó nhảy qua, nó xới ở trong kia rồi. Bây giờ nó xới ngoài đây từ từ. Hồi xưa ở ngoài đây quan vuông, anh chị em các bạn biết ở bên tiểu bang nó cất nhà ngộ, nó gọi là Santa Fe. Nhà nó cất theo chủ yếu người Spanish đó. Cái loại nhà này, cái mái của nó mái bằng. Cái mà loại nhà này mà cắt ở mấy cái vùng mà tuyết rơi nó nguy hiểm lắm. Tuyết mà nó rơi xuống nó đầy lên là nó sập nhà. Nó cắt như cái hộp vậy đó. Nhà mấy con này là cũng nhà mắc tiền lắm á, cho các bạn biết. Nó gọi là Santa Fe. Nó cắt theo kiểu Spanish. Kiểu người da đỏ rồi, người mẹ tới cơ rồi, người Nam Mỹ á. Ở đây chạy xe bự. Tại ở mấy cái khu này, mấy này nhà theo cái thể loại nó gọi là mini ranch, nhà mỏng cho lên à. Các bạn thấy đường đất chạy nãy giờ chưa có đường nhựa để chạy nữa. Mà người dân người ta vẫn sống,
người ta vẫn sống, người ta chừng nào ông chính phủ ông lấy thế đủ, ông mới xây, ông mới sửa lại cho mình đi thôi, còn không thì đừng có hòng. Các bạn thấy nhà nó cái nhà ở đây là mất tiền lắm á, nhà nào mấy đồ sộ chứ đâu phải loại nhà rẻ tiền đâu, mà người ta sống như vậy đó, đâu phải là cái khu dân mà gọi là dân nghèo đâu. Các bạn biết mấy thằng này là dân có tiền không á, chứ các bạn biết. Nhà đẹp ghê không, mà đường xá, cái đường nó không, Mỹ nó không có khe cái con đường, nó sống làm sao miễn sao cái nhà của nó chỗ nó yên tĩnh và an ninh là được rồi. Còn con đường đó là nó thuộc về chính phủ, sau này chính phủ thấy được rồi chính phủ mới làm, mới xây lại. Để các bạn biết bên này có mấy cái thằng mà nó đầu tư đó, nó đào giếng hồi xưa nó ra trước đó, nó đào cái giếng nước nó bơm lên vậy đó, nó bán hết cho nguyên mấy khu vực được, nó bơm nước về nó bán, nó mở công ty nước tư nhân đó. Nó núi bên kia là nó đã bắt đầu nó xẻ rồi đó, nó xẻ từ từ nó cho dân cư vô. Bắt đầu nó dẫn ống nước, nó chia ra đó. Các bạn thấy không, ra mà đây rồi bắt đầu mới có đường nhựa. Cái này là cái đồ bồn nước, cái giếng nước của tư nhân, nó bán cho toàn bộ những khu vực ở đây, mà người nào mà muốn có nước là nó phải, mình phải bỏ tiền ra mình tự kéo ống về, chứ nó không phải nó kéo tới nhà mình không đâu. Nó không phải tự nhiên nó kéo đâu, đường này là chính phủ làm. Tại vì mấy khu đây là dân cư nó đông đúc và nó san sát với nhau rồi, mấy con đường này là nó đã đi vô cho chính phủ rồi. Đời sống ở bên Mỹ nó muôn màu muôn mặt, muôn hình muôn vẻ. Nhiều khi một số những thành phần mà chống cộng cực đoan nó lên mạng, nó nói là nó cho ăn bánh vẽ Mỹ giống như cái thiên đàng. Các bạn thấy nhà nó cất nhà toàn là dán, nó đóng xong rồi nó tô xi măng lên, cái loại xi măng nó gọi bên này nó gọi là stucco, nó tô lên. Khu ở đây là nó là vùng ngoại ô rồi, cái thị trấn nó ít người thưa, đất rộng, nó yên tĩnh lắm, dân bị trắng nó ở ngoài đây đông. Kiếm người Việt Nam ngoài đây đỏ mắt không ra. Từ gì của mình, các bạn thấy mấy cái nhà này, nhà là nãy đồ sộ, đất nào nãy bự, nó yên tĩnh, nó không có ồn ào. Còn sống ở trong mấy cái thành phố lớn á, nó vấn nạn nhà cửa trong kia anh chị các bạn, lúc nào nó cũng hàng rào tổng cao rồi, hàng rào bên trong bên ngoài, cửa đồ nẻo luôn. Mấy khu này là nó đã xây rồi, còn bên kia là ông chính phủ ông chưa có lấy thế đủ, cho nên ông đâu có làm đường cho người ta đi đâu. Các bạn thấy không, bên đường đất, bên đường chấm dừa, cái khu này giờ nó phát triển dễ sợ, hồi xưa nó đâu có được như vậy đâu. Hồi xưa nó đâu có sầm uất được như vậy. Chị em các bạn thấy nhà cửa nó cứ cất lên, mấy này là dân có tiền, nó về ngoài đây nó ở nó yên tĩnh. Cái nhà cửa cái này là nhà, mấy cái này gọi là custom home. Anh chị em các bạn thấy hôm tôi quay cái loại mà không phải custom home á, nhà nó đóng, nó không có đóng dáng như vậy, nó đóng dáng chỉ một phần nào thôi à, còn nhiều là nó ăn gian, nó không có đóng hết ván, chỉ có nhà custom home. Nhà của mình nó là mình xây lên kiểu gì nè thì mình mới làm nó chất lượng hơn. Còn cái nhà mà mình đưa tụi thầu phán nó xây á, nó đóng sơ sài lắm, nó đóng nhìn thấy rất là sơ sài, nó không có chất lượng bằng cái nhà mình làm, mình tự xây. Nhà mình tự xây thì
mình làm cái gì nó cũng chất lượng hết. Nó rất là chất lượng. Từ mọi thứ hết. Mà nó rẻ hơn. Nó không phải rẻ nhưng mà mình biết, mình đứng ra mình biết tự xây, mình làm, mình là mình biết về cách thức xây thì mình mới xếp được tiền thôi. Còn mình thuê, các bạn biết nhà mà custom home mà nó cất mà mình thuê tụi builder đó. Giống như hồi xưa tôi đi làm người ta thuê, các bạn biết cất cái nhà vậy, cất cái nhà vậy kiếm 40-50 ngàn đô là chuyện bình thường, lời đó. Lời đã. Mình chỉ đứng ra mình làm builder, mình coi về luật pháp, mình xin bản vẽ, mình xin cái permit. Rồi cái người mà họ mua miếng đất đó, họ đi thuê kiến trúc sư họ vẽ. Nhà mà đây thường người ta ở, nhiều người họ có ngựa. Họ có ngựa. Đây là nó thuộc về gọi là trang trại mini. Lâu lắm rồi mới quay lại cái chỗ trong này. Trong đây giờ sầm uất ghê. Hồi xưa đường xá đâu có được như vậy. Hồi xưa là đường đất không. Giờ người ta ở đông lên rồi, ông chính phủ ông mới làm maintenance cái đường này thôi. Mấy anh sao nhà mấy người là có chuồng ngựa hết. Nói chung đời sống ở Mỹ, anh chị em các bạn thấy nó yên tĩnh rồi. Nó đâu có gọn ràng nhộn nhịp giống như ở Việt Nam đâu. Ở Việt Nam có tiền sống trong thôn bây giờ cũng vui lắm. Tôi thấy nông thôn Việt Nam giờ cũng rất là vui. Còn bên Mỹ mà nó sung túc mà nó đông người thì nó xảy ra nhiều vấn nạn. Tại vì bên này nó ăn cướp ăn trộm rồi súng ống nó sử dụng súng ống nhiều lắm. Thành ra nhiều khi nó bắn nhau. Trộm cướp. Còn Việt Nam mình đời sống của người dân Việt Nam của mình sống nó còn cái kiểu quê. Nó dân dã hơn. Ở trong những khu vực mà thành phố mà đâu có dám ngồi chiều mà dám ngồi ngoài chơi đâu. Lạng quạng nhảy vô nó cướp hay là nó bắt, nhiều khi nó cùng khủng. Còn ở mấy vùng ngoại ô như vậy thì khác. Chị biết cái mấy cái vùng ngoại ô vậy thì nó yên tĩnh. Nó ai thích sống thì người ta sống như vậy. Mình đi xa chút nhưng mà nó yên tĩnh. Nó cũng tốt cho con cái mình, nó ăn, nó đi học. Và cái môi trường sống nữa. Về an ninh. Cho nên quỷ nghệ kêu nói lại mình ở cái chỗ khỉ ho gà gái. Người Việt của mình thì lúc nào cũng vậy. Thích sống ở trong cái thành thị nhiều hơn. Mỹ thì nó lại khác. Những người Mỹ người ta làm ăn lên làm ra, người ta đi ra xa đi làm hay kiếm tiền hay gì đó, họ vô thành phố hay là đi làm xong rồi đi về. Miễn sao cái chỗ ở nó an ninh là trên hết. Ở bên Mỹ cái nơi ở nó phải an ninh tuyệt đối, càng an ninh càng tốt. Bạn thấy những cái khu như vậy, nhà cửa nó chưa có nhiều, đường đó, nó nhảy như là xen ngựa. Hồi xưa ở ngoài đây, cái hồi đó tôi mới ra đất ngoài đây có 30 ngàn mẫu. Hồi cái thời kỳ mà thịnh vượng lên 350 ngàn mẫu, bây giờ còn khoảng 200. Rồi sau này nó tụt xuống lại, giờ còn khoảng 200 ngàn, 150-200 ngàn mẫu, tùy theo khúc. Chỗ nào mà có điện nước rồi thì nó mắc hơn. Nhưng mấy chỗ vậy là điện có rồi nè. Chỗ nào mà đường nhựa đồ thì nó mắc hơn. Người Mỹ, các bạn thấy ở bên Mỹ người ta sống, người ta không có cái gì, không phải mọi thứ gì người ta cũng đổ lỗi cho chính phủ á.
không, họ không có, họ biết được cái trách nhiệm của họ với người dân đó. Cho nên họ đồng một lòng với là chính phủ. Bởi vì thằng Mỹ nó giàu là vậy đó. Trong một cái gia đình cũng vậy nữa. Nếu mà cha mẹ mà có con cái mà nó biết phụ vô một tay, làm đứa nào cũng đem về đóng góp vào trong gia đình, thì cái gia đình đó nó rất là thịnh vượng. Mà nó làm mà nó không biết đóng góp vô, mà nó chỉ biết lấy ra nó xài, nó lo ăn chơi không, cái gì nó cũng đòi nó hết đó. Thì các bạn thấy gia đình đó, tôi nói về cái gia đình hết đó, nó rất là khó. Thì cái quốc gia nó lớn, nó rộng mở cũng vậy. Khi mà cái người dân người ta ý thức về cộng đồng, ý thức về xã hội, những cái mô hình xã hội đó, thì thằng chính phủ nó sẽ có được, nó thu về lợi nhiều hơn. Nhà này nhà của Mr. Lợi Minh à. Nhà của Mr. Lợi Minh đó. Đó, thấy chưa? Ghê chưa? Biệt phủ, bên Việt Nam gọi là biệt phủ á. À, hai cổng vào luôn. Đó, nhà của Mr. Lợi Minh đó. Đó. Cửa tự động đàng hoàng rồi nha. Cộng sản không chơi thôi, phải chơi như vậy á. Đấy, đấy. Nè, bấm cửa bấm thì mất con trô thôi. Cộng sản là phải vậy. Phải không, à, phải không anh Danny? À, anh Danny có ở đây không ta? Các bạn thấy cộng sản không? Làm gì mấy ông bao que làm gì mà được như vậy. Hay bị hiếm luôn. Hay bị hiếm. Đó. Bao que làm gì có cửa. Mấy thằng chống cộng không có thằng nào có cửa với thằng Lợi Minh này chứ. Tôi nói thiệt á, tôi dám bảo đảm luôn anh chị em các bạn á, cả đời của tôi nói bây giờ qua Mỹ cũng không được như Lợi Minh. Bởi vì tụi nó cay cú lắm, tức lắm, tức lắm. Cái này cái gọi là sơn của là dry rồi. Nói không xây cái nền xi măng này, cái chỗ lái xe này không là thấy bằng người ta mua cái nhà. Ha, chiều yên tĩnh ha. Yên tĩnh lắm. Ở vùng quê mà. Rất là yên tĩnh. À. Nhiều khi lâu lâu cái mình tổ chức party. Lâu lâu cái mấy đứa bạn rủ tụi nó ra chơi. Cái nướng barbecue. Gà nè, nướng. Đó, bây giờ cái mình đi ngắm cá, mình đi cho cá ăn. Bữa nào mua vài con gà về nuôi. Trồng được củ mía, cái lụ. Cái nhà có cái ao đó, nó thư giãn lắm. Nhiều khi chửi lộn với mấy thằng bao que mệt quá, lên đây ngồi coi cá nó bơi. Chú bảo đảm trên cái mạng xã hội này không có ai mà được như là Minh vậy đâu. Mấy thằng bao que nó cứ đuổi mình về Việt Nam hoài. Thời buổi giờ là đâu phải dễ làm ăn đâu, cái thời thịnh vượng nó hết. Mình đào cả cái ao bẩn như vậy đó. Hay là hay cái chỗ đó, cộng sản hay là cái chỗ đó. Nghe một đàn chó là đã chưa. Đàn chó. Hey. Come on, son. Mấy con cá này đẹp quá. Come on, boy, come on.
Come on, boy, đây nè. Đây nè. Wow, nước này trong. Trời nó mát lại nước có trong rồi. Wow. Trời lạnh nó ăn ít lại. Trời nóng nó ăn dữ. Thôi, ok, bye bye. Bye bye, chào anh chị em các bạn nha.